Vâng, mời các bác quay trở lại với kênh xe đạp 7 Nhật của em trên YouTube nhé. Trước màn hình của các bác là một em Trách, một siêu phẩm tay cong. Một chiếc xe Mỹ xuất Nhật cực kỳ chất lượng với cọc in Titan, càng trước carbon, khung sườn nhôm hệ cao cấp. Màu xe thì cực kỳ bắt mắt, rất đẹp, cặp vành lốp cực kỳ chất luôn nha các bác. Các bác đang xem video vui lòng kích cho em xin một nút like. Ai chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh, follow những mẫu xe mới nhất mà em đăng hàng ngày nha các bác. Và như thường lệ em sẽ đi tổng quan của xe, review tổng quan của xe, sau đó sẽ giới thiệu chi tiết và báo giá cho các bác luôn. Đây là một chiếc Trách, bản 1200 với size SL. Với size này thì các bác lên chiều cao cho em là 1m63 trở lên là đi đẹp nhá. 1m63 trở lên là đi đẹp luôn các bác. Mời các bác xem tổng quan review chi tiết nhé. Review tổng quan của xe nhé. Mạn phải của xe đây. Đây là một chiếc road bike, một chiếc xe thể thao đua cực kỳ chất lượng. Trách 1200 các bác. Khung sườn của nó là khung sườn nhôm càng carbon, bản Trách cao cấp. Lát này em sẽ đi chi tiết, các bác sẽ thấy độ chất của xe như thế nào nhé. Bộ đề lắc của nó nguyên zin. Con này em đánh giá độ nguyên zin của nó rất cao. Độ nguyên zin là còn rất cao nhá. Kỳ chất luôn. Xe mới về kho bán hàng cho nên là em chưa lắp pedal. Và con này có đôi pedal màu hồng. Đôi pedal rất đẹp, đôi pedal bạc đạm. Lát này em sẽ giới thiệu cho các bác luôn. Và sau đây mời các bác xem chi tiết cấu hình của xe nhá. Đây, điểm nhấn của nó là càng và một chiếc cọc in. Chiếc cọc in của nó làm bằng chất liệu titan nha các bác. Cọc in là một chất liệu titan. Nguyên zin theo xe luôn. Gọng in và in cũng vậy luôn, nguyên zin theo xe luôn nhá. Cực kỳ chất. Con này thì tay vòng xít cọc in của nó này đang còn nguyên zin rất đẹp. Khóa ốc lục luôn. Nhôm đây. Khung sườn của nó là khung sườn nhôm mối hàn với cá đây các bác. Với hệ nhôm này là hệ nhôm cao cấp rồi, nó phải từ 7000 trở lên nha các bác. Bộ gạt đĩa cũng như cùi đè là đồng bộ của Tiagra, rất cao. Gạt đĩa Tiagra này, chạy 3 tầng đĩa này. Đùi trái phải đồng bộ đùi của Bulldozer, đùi 5 chấu. Ốp đĩa của nó là ốp đĩa màu đen, ốp đĩa nhựa màu đen nguyên zin. Cùi đè cũng Tiagra luôn nhá. Con này thì nó bay chữ rồi. Cùi đè nó bị bay chữ rồi theo thời gian. Đẩy sên xích đều của Shimano, chạy 3 tầng đĩa và 9 tầng líp. Líp còn răng líp đây. Rất đẹp luôn. Rất sắc. Vành là vành vòng khuyên rồi. Vành cao cấp của Alex Smith. Cỡ bản cao cấp AT450. Alex Smith nhá, hai lớp, vành hai lớp. Lốp thì lốp của Kenda các bác ạ. Lốp là lốp của Kenda, lốp chọc, lốp đua. Xe có trang bị gọng bảo vệ cùi đè luôn. Mayer này, Mayer nguyên zin theo xe, Mayer nhôm mạ. Mayer nhôm mạ nguyên zin theo xe rồi. Mayer của Shimano Tiagra luôn. Con này có thể nói là full chuyển động chuyển động đè cũng như chuyển động xích clip là của Tiagra nha các bác. Phanh là phanh gọng chữ C. Phanh này cũng của Shimano luôn đấy. Phanh chữ C kiểu dáng của Shimano rồi. Ba mảnh sơn tĩnh điện màu đen. Rất đẹp các bác. Vậy càng sau của nó là phối màu này. Màu của nó có phối các cái chỉ đỏ, chỉ trắng này. Khung sườn của xe là pha hai màu đặc trưng, đó là màu đen tuyền và màu ghi nhá. Ngoài ra viền chỉ tem chữ thì có pha một số màu khác như là màu đỏ hay là màu trắng nha các bác. Rất đẹp. Phối màu cực kỳ hợp lý. Đùi đĩa 5 chấu, đùi nhôm mạ. Nhôm mạ chrome sáng choang luôn. 5 chấu. Rất đẹp. Gọng nước cũng là nhôm mạ luôn. Nhôm mạ chrome luôn, sáng choang. Đây pedal của nó đây các bác. Pedal bạc đạn của Nhật luôn. Kamigawa, pedal của Kamigawa nhá. Rồi pedal này thì cực chất rồi, đi êm ru luôn các bác.
xe và trục trước trục sau đều là trục rỗng, trục giữa thì là chạy bạc đạn, cũng trục rỗng luôn, trục giữa trục rỗng chạy bạc đạn luôn các bạn. Check bản 1200, tem chữ của nó còn nguyên zin, màu sơn đường nét cực kỳ đẹp luôn. Con này một bát ba vòng, một chén ba vòng, chén của nó đây ba vòng này, nguyên zin, cọc in và cọc pô tăng và pô tăng là nguyên zin hết nhá, theo xe luôn. Ghi đồng đây, tay lái tay cong này, nguyên zin của nó đây. Này thì đây, đó bộ đề lắc của nó đây, bộ đề lắc kép lưỡi gà, đây, đề và xả bằng lưỡi gà. Bộ tay này cả phanh luôn, 3 trong 1 nha các bác, kết hợp 3 trong 1 luôn. Đó, cả phanh luôn, bóp thẳng này nó là phanh các bác, à, bẻ ngang và bẻ vào thì nó là đề nhá, còn xả thì là bấm lưỡi gà thì nó xả thôi. Hệ thống dây là dây màu ghi xám lông chuột của Nhật, dây bấm xả cũng như dây phanh nha các bác, phanh trước cũng là phanh gọng chữ C, 3 mảnh nhôm nguyên zin theo xe. Đây logo của Check đây các bác này, đây là một miếng nhôm nhá. Đấy, Check là thương hiệu là của Mỹ, USA, sản xuất thành lập năm 1975. Check logo đấy, với một hãng xe đã 50 năm rồi các bác, 50 năm rồi nhá. Rất đẹp, càng carbon này, càng một sợi carbon này các bác này. Đấy, các bác đây, cực kỳ VIP. Mai ở trước cũng đồng bộ với mai ở sau thôi, của Shimano Tiagara nhôm mạ, khóa hồng này, tháo lắp nhanh của bánh trước, bánh trước bánh sau đều trục rỗng, cực kỳ VIP. Đó. Con này là tay nắm của nó là tay nắm cao su, tay nắm cao su, bọc cao su trắng và viền vằn của nó là trắng và đen nhá, vành trước cũng như vành sau Alex Smith bản AT450 vòng khuyên rất đẹp, lan hoa thì là inox chân đồng, vành hai lớp, lốp của Kenda, cấu hình rất cao, xe có tay phanh phụ nhá, bộ đề lắc của nó là cũng Shimano Tiagara nha các bác, nó đồng bộ mà, tay phanh phụ đây, xe có đầy đủ trang bị rất nhiều tính năng đầy đủ, mang dáng dấp khỏe của một chiếc xe đua, một chiếc road bike cực kỳ chất. Bên mạn sườn trái của xe đấy, đùi đó, đùi chạy bạc đạn rồi, trục rỗng luôn, con này là ba trục là trục rỗng cả nhá, bánh trước bánh sau trục giữa trục rỗng, chạy bạc đạn luôn, khối nổ rất giòn, quay cực kỳ êm ru luôn, khối nổ giòn kêu, quay nhẹ các bác. 3 tầng đĩa đây, 3 đĩa 9 liếp, chân trống của nó, chân trống là gọng thép, là báng thép gọng nhôm. Đấy, bánh sau cũng có khóa hồng clock của Shimano này. Đấy, một chiếc khung nhôm càng carbon, cọc in là cọc titan, với cấu hình bộ chuyển động của Tiagara, group của nó là Tiagara nhá, hình cao cấp. Thì các bác ưng mẫu này thì alo cho em nhá, và giá em bán với các bác là 12 triệu đồng nhá. À xin lỗi, 14 triệu đồng nhá. Giá em bán với các bác là 14 triệu đồng nhá. Em nhầm với lại con Check tay ngang. Đây là con Check tay cong, cọc titan, càng carbon, 14 triệu đồng nha các bác, đã bao gồm phí ship. Các bác ưng thì alo cho em. Số điện thoại em ghi trên video chạy như trên phần tiêu đề. Các bác nhớ đọc nhá. Và các bác nhớ đón xem những mẫu xe tiếp theo của em đăng hàng ngày nha các bác.